Em chào tất cả các bác nha. Trưa nay là ngày 17 tháng 11. Em mới đi lấy hàng về. Có một lô hàng túi da, ví da, kính đấy, giày, toàn siêu phẩm cho các bác nhá. Em lên luôn vào ngay cho các bác này. Các bác lựa chọn bác nhá. Đầu tiên là một em lắp đi. Em tập lắp siêu VIP một việc luôn. Bờ Đà. Một con hàng hiệu của Bờ Đà luôn. VIP một việc của bác nhá. Đó, cái con Bờ Đà này chất chưa? Trời ơi, da có gì cái da nó này. Như da này. Kinh điển của kinh điển các bác nhá. Khóa lên tới đây luôn. Tất cả khóa đều dập hiệu Bờ Đà hết bác nhá. Đều dập hiệu hết. Một siêu phẩm của Bờ Đà. Đây, à, bác nhìn chưa? Đó. Một em Bờ Đà đình đám bác nhá. Quá VIP luôn cho các bác. Một siêu phẩm của Bờ Đà là mã của nó là mã siêu phẩm 110 nhé. Siêu phẩm 110 này, size 30-40 này. Bác lấy con này em để bác giá là 2 triệu 2,6 bác nhé, 2 triệu 6 đi ạ. Bởi vì con này nó cũng không đến nỗi xuất sắc quá mà cái giá nó cao như vậy bác nhé. Nó không bình thường bác nhé, chỉ nó là hàng hiệu bác nhé. Chứ đâu đến nỗi mà kinh điển mà đến tận hơn 3 triệu bác nhé. Bác lấy con này em để bác giá 2 triệu 6 ạ. Làm gì đến mức độ mà hơn 3 triệu đúng không đó. Lên một cái này VIP việc cho các bác luôn này. Rồi vô đó nhìn ngắm nhìn thì em đôi giày đẳng cấp nó từ đâu quá thấy không ạ. Đó, đẳng cấp. Keo chỉ của nó là bao zin bác nhá. Keo chỉ là zin đét đẹp luôn. Được chưa? Đẹp chưa các bác? Em xin lỗi bác tí nha. Em nghe chưa ơi? Em nghe rồi. Ngày nào chị, lúc nào chị? Chị gửi cho em cái này em chẳng nhớ đôi nào đâu. Để tí em quay video xong em xem lại cho em video đang quay video tí. Vâng, để tí em quay lại video cho nào. Chất từng chặt luôn, đẹp chưa? Wow, quá VIP luôn, dài nó đỉnh các bác nhé. Chất như nước cất. Đôi này là mã N71 size 39, N71 bác nhá, size 39 giá 2,2 triệu. N71 size 39 giá 2,2 triệu. Tiếp tục lên bác một em nữa. Này, em lại lười đấy bác nhá. Con này là size to. Đẹp không ạ? Chất chưa? Đẹp quá thể luôn bác nhá. Nó nhìn những bên trong đôi giày nó đẹp cái này không phải ai chịu nổi bao nhiêu êm này, độ êm của nó này. Đều có mã code hết coi nhé. Đó, đôi này là mã N69 size 42 giá 2 triệu nhá. N69 size 42 giá 2 triệu. Tiếp tục lên bác một quả cặp lắc. Bana con siêu phẩm, có nhìn da da có nhìn da kinh điển chưa, cặp xứng đáng đồng tiền bác gạo không các bác.
hiệu này. Đó. Bên trong có chất không? Mới không? Quá là xuất sắc luôn. Một thương hiệu đình đám Ba Nàng. Đẹp hết hồn quá nha. Đôi này là mã của nó là mã siêu phẩm 88 đó nha. Đôi này là mã siêu phẩm 88, được chưa? Đó nha. Đôi này là mã siêu phẩm 88. Size 2838, giá của nó 2,7 triệu. À, bác lấy đôi này em để được, bác lấy cái con này em để bác giá 2,3 triệu này. Đấy, 2,3 triệu con này thôi nha. Các bác cho em xin một phút em nhắn tin cho khách đây, bao nhiêu số tài khoản nhé. Tiếp tục lên bác một con giày vip một vịt, con giày tây đúng không? Quả giày tây cho các bác đi. Đấy, làm quả giày tây cho các bác đi làm đi. Wow, giày các bạn có đế có thấy kinh điển không? Có đế này. Trời. Già có gì chất không? Đẹp lắm. Quá đẹp luôn các bác nhé, vip tiền vip luôn. Đấy, đôi này là mã N70, size 41. Bác lấy đôi này em để bác giá là 1,5 triệu nhé, 1,5 triệu đi, 1,5 triệu cho các bác luôn nhé. Tiếp tục lên cái bát mũ này ở đây. Trời ơi, một con hâu tần đẹp quá các bác ơi. Da này đẹp kinh điển luôn. Kinh của kinh điển luôn nhé. Cho bác ngắm nhìn bên trong này, chất không? Chất như nước cất luôn bác ơi. Từ cái lót mà tất cả lót bên trong này, đẹp không?
không phải gì phải bàn cãi nhá, xuất xuất con bản sắc luôn. Xem một quả kinh điển luôn. Đó, con này size 2838 bác nhá. Size 2838 đẹp xuất con màu sắc luôn. Không nghe được đâu. Khổ. Nghe nhờ 2838 này là lát 200 size 2838 đấy. Con này thì đẹp quá cháy bác nhà, là hàng hiệu này. Đấy. Con này con lắp 200 bác nhà, size 2838, giá 2.800.000 luôn. Lên bác một quả dày nữa. À, lên quả đi bác nhà, lên một quả quả lút đi. Cho bác ngắm nhìn một quả này cho nó chất đi. À, có cái da là chất không? À, da này không hiểu da gì ạ. Hiệu đây. Vip thì bịp bịp luôn quá chứ. Chúng ta chắc để điện thoại. Đấy. Alo. Em đang quay video bác ơi. Bác 3839 rồi bác. Em hình như không có đâu, không còn đôi nào đâu bác ơi, hôm nào có thì em bảo, bây giờ hôm nay chưa có đôi nào đâu. Vâng vâng vâng, ok. Rồi rồi, ok nhá. Vâng. Rồi, ok. Bác thì bác cứ ra một điện, bác gửi lại cái đôi giày đấy cho em. Vâng, ok anh nhé. Rồi, ok. Một đôi Aisino gì đây này mọi người, hiệu này. Đấy, VIP của phần mềm VIP luôn. Này, hiệu bên trong mọi người, đẳng cấp chưa? Quay vào cái giờ này các bác khổ lắm, khách người ta đặt hàng, lúc khách người ta hỏi hàng này các bác, đâm ra các bác thông cảm em với các bác nhé. Chứ nó không phải là mình kết hợp mà không nghe máy thì không được các bác ạ. Không nghe máy thì khách hàng người ta gọi một vài lần người ta bực mình ấy các bác. Một vài lần người ta mình không nghe máy người ta cũng bực mình ấy. Bây giờ bán hàng kiểu gì mà không thấy nghe máy. Thế nhưng thực ra thì các bác biết đấy. Đấy. Bác nhắn tin hỏi em với, đang quay video không nghe được đâu bác ơi. Vip mình đẹp chưa? Đẹp quá các bác ạ. Chất như nước cất luôn. Lót bên trong đầy đủ luôn. Quá đẹp. Sự còn không có điểm gì để chê đâu nhá. Đây giấy, giấy dán này. Đây, con này con cờ lút T98 size 1625 giá 2.600.000. Đẹp nhất người luôn. À, tiếp tục lên bắt một con này. Wow, một con Gotech các bác ơi.
đình đám là quả đình đám. Đẹp quá các đôi giày rồi, hút hết hồn luôn mình. Ngất ngây cả tây. Mê mẩn lòng người. Đó, đôi này là mã N68 bác nhá, size 42 này, N68 size 42, giá 2,2 triệu luôn. Lại một đôi giày VIP cho các bác. Một đôi siêu phẩm của siêu phẩm. Chắc chưa? Đấy. Đôi này phải nói là nó quá đẳng cấp các bác nha. Các bác chiêm ngưỡng lại một lần nữa này. Đấy, con này là mã N67 size 43, giá 2,4 triệu. Đẹp hết hồn luôn. Đây các bác này, đôi này là con VIP đấy chứ này. Trời ơi cái đôi giày nó đã ăn các bác. Nó đẹp thì không đối thủ các nhé. Trời ơi, cái già. Êm. Quá đẹp cho các bác chơi con này. Đó. Con này là mã N58 nhá, size 39,5, giá con này là 2,2 triệu. Size 39,5. Đôi này quá đẹp cho các bác luôn. Một đôi size 40 nhá, đẹp xuất thân vào sắc luôn. Keo chỉ cái này thì nó khâu hết rồi bác nhé, chấm hết một cuộc tình luôn. Đây, lắp bên trong này tất cả đều có nha. Đó. Những con này thì bác khỏi chê một tí nào luôn, chỉ có suốt cái màu sắc thôi. Mã của em nó là mã N57 size 40 bác nhé, N57 size 40. Đấy, con này giá của nó giá 2 triệu bác nhé, 2 triệu. Tiếp tục quả tập lắp cho các bác. VIP điểm VIP chưa các bác? Đắc các bác nha, một siêu phẩm của Đắc. Nói chung là hàng hiệu của Đắc thì các bác biết rồi đúng không ạ? Nó quá là xịn sò rồi, không có một phải gì phải bàn cãi rồi. Nói về Đắc bác nha, thương hiệu của nó thì đình đám rồi. Có thấy nó VIP chưa? À, tất cả là giảm hiệu hết bác nha. Các bác chơi hàng Đắc này thì các bác yên tâm, nó cực kỳ xịn luôn đấy. Con này con lắp B111 bác nhá. Con này con lắp này. Lắp B111 3 số 1 bác nhá. Size 28 38, đúng không ạ? Size 28 38 bá. Con này em bán cho bác với giá là 2 triệu rưỡi bác nhá. Đấy, con đắt quá ạ. Quá đẹp, đẹp luôn, 2.500.000. Wow. Alo.
À vâng, anh chuyển hoàn hộ em với anh nhé, chuyển hoàn luôn em với. Ừ. Dạ dạ dạ. Tên là Long, Long ạ, Long ạ. Rồi ok. Dạ dạ ok. Tiếp quay mà tục. Đẹp chưa? Úi dồi ôi, cái đôi này. Vip chưa các bác này? Có nhìn cái da đọc không? Còn da siêu độc luôn các bác nhé. Hiếm. Các bác đi mòn chân không có cái đôi giày cái loại da như này. Đồ siêu siêu hiệu nha, siêu nhẹ luôn này. Siêu hiệu là còn siêu nhẹ. Rồi. Đồ Pháp theo. Đẳng cấp của đẳng cấp.